Lời dạy bác Hồ ngày này năm xưa, ngày 29 tháng 6 năm 1963. Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân lương thiện trên thế giới ai cũng muốn hòa bình. Nhưng phải đoàn kết đấu tranh chống đế quốc thực dân thì mới giành được hòa bình thật sự. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài Hòa bình kiểu Mỹ tức là binh họa, với bút danh Chí sĩ, đăng trên báo Nhân dân, số 3380, ngày 29 tháng 6 năm 1963. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói lên khát vọng mong muốn được hòa bình của nhân dân lương thiện thế giới nói chung và nhân dân việt nam nói riêng đồng thời là lời kêu gọi nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới phải đoàn kết đấu tranh chống đế quốc thực dân thì mới giành được hòa bình thật sự dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu hy sinh để giành độc lập thống nhất đất nước nhân dân được sống trong hòa bình và đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế song lời bác hồ dạy năm xưa vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa thực tiễn được đảng ta cụ thể hóa trong nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng việt nam nhận thức sâu sắc lời dạy của bác mỗi cán bộ chiến sĩ trong quân đội phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước có thái độ phân biệt đúng sai không dao động trước các tác động tiêu cực khó khăn hiểm nguy ra sức học tập tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng trình độ năng lực phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đảng, nhà nước và nhân dân. Nội dung video đến đây là hết. Xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Các chú bộ đội xin chào mọi người. Mọi người yêu quý các chú thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông báo video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất nhé.